Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giày nam.com sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm ra mắt trong bộ sưu tập của giày buộc dây thời trang của hãng GOG, mang mã số BD0017. Các bạn có thể nhìn tổng quan sản phẩm BD0017 trên tay tôi. Được thiết kế sang trọng bởi theo thiết kế của dòng Oxford, dòng giày Oxford kín dây và chạy viền họa tiết. Đấy là điểm đặc trưng của dòng giày Oxford. Sắc da là một màu nâu đỏ rất là đặc biệt và sang trọng. Các bạn có thể nhìn thấy thật là kỹ màu sắc da này. Các điểm họa tiết của đặc trưng Oxford chạy dọc thân giày, mũi giày, các bạn có thể nhìn thấy đây, những điểm chấm lỗ đều đặn và tinh xảo. Bạn có thể nhìn tổng quan sản phẩm này, rất là sang trọng ạ. Đường chỉ chạy viền xung quanh đôi giày đem lại độ sạch, trẻ trung cho đôi giày BD0017 này nữa. Đế giày thì được sử dụng bằng cao su ép với gỗ dòng đế kết. Các bạn có sẽ thấy độ nhẹ nhàng của đôi giày, sự lịch lãm của đôi giày BD0017. Lớp lót bên trong thì được sử dụng bằng da bụng. Các bạn có thể nhìn thấy đây, cả phần lót giày và các hạt thấm hút mồ hôi sẽ đem lại cảm giác thoải mái khi các bạn đi lên chân. Dòng da bò mềm mại, độ đàn hồi cao, các bạn có thể nhìn thấy đây. Hãy truy cập trang web www.giaynam.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912698523 để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm BD0017 này nhé. Chúc các bạn có sự lựa chọn hoàn hảo. Cảm ơn các bạn.